Trời đất ơi, đi chậm vậy ba ơi. Khổ ghê vậy đó. Nay đám giỗ bà nội tới giờ cúng kiến rồi, rủ đi chợ mà làm như làm sắp đồ Tết cho mình vậy đó. Đi lâu ơi là lâu vậy đó hả? Mà cái chợ đi cũng kỳ cục nữa. Mình mua hàng mà được quyền trả giá chứ, được quyền nói này nói nọ chứ, mà mình trả giá cái chửi, hỏi cái chửi mình. Cái chợ kỳ cục, mua ba cái đồ cúng thôi mà. Ủa đâu hết trơn rồi. Rồi tao hiểu rồi. Mấy dân chúng mà ăn cắp ngoài chợ chứ gì nữa. Canh tao mua trả tiền xong ngốc hết trơn. Trời ơi, đồ quỷ ăn cắp đồ cúng của bà nội tao nghe, về dẫn cổ cho chết có ngày nghe không. Mấy đứa quỷ ăn cắp mới ra đường, trời không đánh thánh cũng đâm 15 răm chết đuối à. Mày rủa ai à? Ủa ba, ba đâu nãy giờ vậy? Đi chợ. Đi chợ gì mà không canh? Mua đồ dân chúng ăn cắp hết trơn trội rồi nè. Ăn cắp của mày? Ba biết không, ba chỉ đi. Không đợi trời đánh đâu, con giả chạc vô mặt đó đó. Nè giả đi. Ủa? Tao lấy á. Ủa ba, mày hay quá, mày đi chợ mày te rẹt mày đi, mày cầm cái giỏ mày đi, mày tới cái mày trả tiền, mày trả tiền cái mày đi. Mày trả tiền cái mày đi, mày trả tiền cái mày đi. Tao tới người ta kêu ơ giữ nó mới mua đồ nè, giữ nó mới mua đồ nè. Tao xách thấy bà tao luôn, cái giỏ mày có gì không? Trời đất ơi, tại cái chợ nó khó ưa quá. Ba biểu ra chợ ở nay đám giỗ bà nội, mua trứng về kho cho bà nội ăn. Cái con ra nó cô có trứng gì ăn ngon. Bà nói đây có trứng gà, trứng vịt, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, trứng gì cũng có. Con nói thôi lấy con chục cái chứng minh nhân dân đi. Cái bà chửi con đó. Cái con lạng qua hàng bông, con nói cô bán bông gì cô. Nay đây có bông ly, bông cúc, bông mai, bông vạn thọ, bông gì cũng có. Thôi lấy đại con hai cây bông gòn đi. Cũng chửi con nữa. Con suy nghĩ sao cái gì cũng chửi trơn vậy. Cái con ghét con qua cái hàng tiền đô á, mua đốt cho bà nội, thích cái gì mua cái đó. Con nói chú có đô gì cũng xài được. Nay để cái đô Sinh, đô Mỹ, đô Úc, đô Singapore, đô gì cũng có. Con nói thầy lấy con hai lóc Doraemon đi. Cái cũng chửi con nữa. Đó, con về thôi. Chưa giả mày móm là hên lắm rồi. Rồi đặt mày lanh canh, đem đồ vô đi. Ủa trời đất ơi, ba ngộ ghê á. Đám giỗ người ta, đây là đồ là... cúng của bà nội mày. Đồ cúng hả? Ờ. Đồ con tưởng đâu ba đốt. Ai về ta đốt là villa không, chưa thấy ai đốt cái vali hết á. Vali là tao mượn của người ta, tao đựng đồ đó. Đựng đồ cúng con mua hả? Đồ cúng mày mua là nằm trong này nè. À thôi để con đem vô, con soạn đồ con cúng nha. Đem vô nhanh đi. Sao bắt 2 giờ này chưa xuống nữa? Ai biết đâu. Má, năm nay đó là anh hai anh về đám giỗ má đó nha. Mấy năm trời không có về đó. Má mừng dữ lắm rồi đó. Con năm nào con cũng lo cho má chứ con. Bây giờ có anh hai về thấy cũng đỡ. Chú ôi. Ba ơi, dân Sài Gòn về tới rồi. Cái gì vậy? Mày bị cái gì vậy? Chú ba ơi, nãy mới ăn cháo ớt Singapore, đi đường chạy xe dằn quá cái đùi nó trào lên cần cổ chú. Mặt đi vô trong này ngồi. Mặt ội quá, mặt ội quá. Ai chở mày đi mà bị say sóng vậy? Trời, con đi xe hơi từ xưa tới giờ mà chú ba. Ai lái xe? Con lái. Hả? Mày lái xe mà mày say sóng hả? Thì con sao rồi chú? Đỉnh của đỉnh. Con có gì đâu mà lĩnh. Thì bây giờ lái xe mà con phải bịch cái bọc ni lông lên trước, hai cái tay cầm cái vô lăng rồi. Lỡ rồi ối rồi bây giờ quay xuống lấy cái bịch ngước lên, lỡ tới ngã tư vượt đèn đỏ làm sao? À vậy mà phải móc cái bọc lên vậy đó. Móc cái bọc lên. Ôi khổ quá. Thôi, ba mày đâu? Trời, hồi nãy đi đường xa quá cho nên là con để cho ba con ngủ ở ngoài xe chút xíu nữa. Dạ. Chú thử giữ giùm con cái chìa khóa cái con xá nội cái. Hôm nay đám giỗ nội. Ờ. Chú ba. Cái gì? Con nói thiệt nha. Con xá nội cái thứ nhất là con chào. Cái thứ hai là hình như con thấy là nội đang nhắc nhở con một cái điều gì đó từ nãy tới giờ mà sao con sốt ruột mà con không có biết luôn á chú ba. Thì bà nội mày nói chung cũng linh nghiệm lắm. Xin cái gì? Hả? Mày khóa xe chưa? Trời ơi con khóa cẩn thận rồi. Khóa cẩn thận phải không? Cẩn thận. Lên mấy cái kiến rồi hết chưa? Trời ơi kiến là con lên hết trơn rồi. Bị hồi xưa dưới Sài Gòn con bị một lần một là con tẩn tới già luôn á. Ừ. Trời ơi ghê lắm chú ba ơi. Ngày xưa trên Sài Gòn nha, lúc đó con lấy cái xe con đi công chuyện. Cái con chợt nhớ là quên đồ vòng về nhà lấy. Thì vừa bước vô tới cửa nhà thôi, nhớ chực là mình chưa cái đóng kiến xe. Chạy ra kiểm tra. Vừa chạy ra con đút cái đầu con vô con kiểm tra coi có mất cái gì không. Y như rằng nào nó ăn trộm nguyên cái tượng ông Phật Di Lặc luôn chú. Kinh khủng không? Con vừa suy nghĩ tới đó rồi, sao mà kinh khủng như vậy. Con ngước lên là mất thêm hai cái đồ gạt nước nữa. Tâm lý mình tức mà.
mình chui khỏi cái đầu mình ra xe, dưới đây là cái bánh xe. Con quạ quá, con lấy cái chân con sút bánh xe, sút một xe con té luôn chú ba, nó ăn cắp luôn cái bánh xe chú. Mất một lần mất ba cái. Ở trên trển vậy chứ ở dưới quê này đỡ hơn. Chỉ sợ con nít nó tái mái thôi. Không, chú yên tâm đi, cái đó là không có. Nhưng mà chứ ba chắc bà nội mày sợ mất đồ đó. Mất sợ mất xe hả chú? Không, mất xe không ăn thua gì. Không ăn thua, ủa chứ bà nội mày sợ mất mạng cho nên làm cho mày nóng ruột á mà. Ủa, mất cái mạng gì nóng ruột? Mạng cha mày đó. Sao? Mày khóa cửa mày đóng ông ngủ trọng lát hồi ông hết hơi ông chết chứ gì đâu mà. Thôi chết cha ơi, chết rồi, thôi đợi con chú ơi. Ba ơi, thôi chú, chị phá. Đây, chị phá. Thôi, dạ. Ra mở giải cứu con đi. Thôi ba thở cái cho con vui đi ba ơi. Ba thở cái gì? Mày hết chuyện, xích beo người ta xích ngang bụng. Mày xiết cổ tao vô cái ghế. Mày điên hả? Ba tới đi. Chú ba, anh hai lâu dữ mới về ha. Nằm ngủ quá trời quá đất mà thấy sao mà kêu được. Vừa mới bước vô xe thôi, nổ máy xe lên mà cái ba ngái còn lớn hơn tiếng nổ máy xe nữa. Chịu gì nổi ba. Mà sao tới đây rồi mà không kêu tao dậy? Kêu cái gì, tại con thấy ba ngủ ngon quá. Sự thật là có kêu, mà tại lúc đó đeo cái bịch ni lông. Kêu xong cái tiếng nó vọng vọng trong cái bịch đó, ba không có nghe. Mà gì vậy? Cậu ơi, từ cái cú hát xì này con nhớ rồi. Sự thiệt là hồi nãy mắt ối một phần thôi. Một phần con bịch cái bao ni lông á, là tại vì trong xe hơi ba con xịt dầu thơm nhiều quá con bị ngợp. Nó kinh khủng quá. Cái này là từ hồi ba mày lên trên Sài Gòn ở về tới giờ là cứ mùi dầu thơm không à. Không biết ổng ăn ở sao mà lên Sài Gòn cái ông về ông xịt dầu thơm. Hồi đó ông về lần thăm bà nội mày á, bà nội mày bị ông chích nhập viện luôn đó. Còn vậy luôn á. Tại ba mày xịt dầu thơm cái mùi lạ đó, ông nó bu vô bà nội mày ra đỡ chích nhập viện. Thôi nha. À cũng hên á, hên là ba mày đi xe hơi chứ ba mày mà đi xe gì khác ha là bằng cái bộ đồ này trâu nó không út tao con mày. Thật. Đi về đám giỗ má mà làm quá vậy trời. Gì? Không, mình nhịn nhục, đám giỗ là gì? Đám giỗ là ngày mà nhớ lại hình ảnh của đám tang, đúng không? Không. Vô duyên vậy mày? Không có gây lộn, mình giảm xuống lại. Tao gây đâu vô là ông kiếm chuyện cho tao trước. Kiếm chuyện gì anh? Ôi. Mấy năm nay anh không về, anh về anh làm trước mắt ở đám giỗ, không ai dám mời ai. Mỗi lần đám giỗ là gây lộn mà. Anh ăn mặc vậy không á, bà con ở đây người ta thấy người ta cũng cười nữa. Bởi tôi không dám mời khách là vậy. Nói gì vậy? Bữa nay á là tôi thu xếp công việc, thấy chưa? Tới để dự cái đám giỗ của má. Trước là đám giỗ, sau là có chuyện muốn bàn với chú. Chuyện gì? Tôi với anh có chuyện gì bàn? Mấy cái công đất má để lại cho tôi với chú ha. Làm sao? Tính toán chia cho lẹ đi, để lâu quá rồi. Công đất nào? Tôi giỡn nữa. Bên kia là 4 công, bên này 4 công, đằng sau nhà 4 công. Tổng cộng là 12 công, một mẫu 2. Chú quên rồi hả? Sao anh không tính luôn trước mặt mình 4 công nữa? Có hả? Ngày xưa má mình bị lẫn, bà chửi từ đầu này tới đầu kia là người ta dời nhà đi hết 4 công nè. Rồi đầu này qua tới đầu kia là bà chửi dời hết 4 công, đằng trước mặt dời 4 công, đằng sau lưng dời 4 công, tổng cộng là 16 công. À, tới hồi má chết chưa có cái đám ma nào mà vui bằng cái đám ma của má. Mà sao? Người ta đem bò tới người ta té má nè, đem heo tới người ta té má nè, đem gà tới người ta té má nè. Người ta mừng quá bị ba chết rồi, người ta mừng quá người ta về người ta ở lại miếng đất cũ của người ta đó. Rồi ở bò heo đãi mấy ngày không hết. Không, kìm lại. Đó, bây giờ về lấy cái gì? Còn nhà mình có một chẩm mới lớn vậy thôi đó. Thôi được rồi, chuyện nó tính sao? Bây giờ cúng kiến là chuẩn bị xong chưa? Hả? Để tôi còn đi về nữa. Trời ơi, chuyện đó là chuyện anh khỏi phải lo đi. Mấy năm trời anh có về đây, tự động tôi cũng cúng má như thường. Tôi chuẩn bị gì rồi? Đồ cúng xong hết rồi nè. Đồ cúng xong rồi đem ra đây. Dạ. Bác hai mày về rồi đây. Tha ra ngươi đừng về. Vậy gì mà nhanh gì vậy? Trời ơi, bác hai. Mặc chi bộ đồ đỏ chói dữ vậy? Đi từ bên trong tưởng đâu heo quay cúng bà không đó. Mày nha mày. Hết cha tới con à. Nè. Ăn nói vô gì. Vừa phải thôi tự nhiên ba ví như heo quay. Chú ba ngồi đây sao mày không tưởng là hôm nay nhà mình cúng khô cá đuối đi. Nè. Hai đứa mày đừng có vô duyên nha. Chữ ba con. Thôi ba nhịn đi. Mình kiếm chuyện trước.
Ba. Cúng đó hả? Sao cái năm nay nhà mình cúng giỗ bà nội ít quá vậy? Ủa, mỗi năm mình giỗ một mình làm đám giỗ. À, thì mình làm cho nó chu đáo, năm nay có đại gia Sài Gòn về phải để cho họ hưởng phước nữa chứ. À. Phải chia cho họ nữa, đặng họ cúng cho họ có phước. Đó nè, trái cây 2 trái, vàng 2 cục, đô la mấy tờ, đồ 2 bộ rưỡi. Bác hai cúng gì bỏ vô đi. Đâu có cúng sơ sài đi vậy. Nhanh đi, cho tôi cúng rồi. Đi. Tới giờ cúng phố rồi. Phố là phải có đẳng cấp. Đúng, phải đẳng cấp. Đây, đây là một cái voucher. Nghe chưa? 20 triệu của cái hãng là YSL, tiếng Việt là Y-K-R-H-L. Nghe chưa? Đây là cái công ty mỹ phẩm mà Quang Lê với lại Minh Tuyết có xài đó. Thấy không? Bây giờ tôi cúng cho má. Để xuống dưới má sức để mà da nó săn sóc cho mặt cho nó trẻ lại. Trời đất ơi, đã ta làm ma còn muốn làm ma đẹp nữa trời. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Cái đó là ba con là lo cho nội về cái phần mà nhan sắc. Còn con là lo cho nội về sức khỏe. Tốt. Hôm nay đám giỗ nội nè, con xin được cúng cho nội chiếc xe đạp để nội đạp đi xì ba. Mày làm mất mặt tao mày. Không. Sao không cúng xe gắn máy? Mà nội chưa có bằng lái. Mấy ngàn mày cũng tiếc nữa. Dân Sài Gòn. Con tôi nó cúng xe đạp. Vậy đó mà cũng cúng được hay không? Mày thấy hay thiệt á chứ. Cái xe đạp như xe đạp xiết khỉ vậy trời. Nhưng mà nghĩ như vậy thì má lớn tuổi rồi. Thời tiết nóng như vậy mà đạp xe đạp sẽ bị mỏi dầu. Dạ. Tôi cúng cái này mới là lớn nè. Dầu gió xanh con ó. Phải có cái nhãn hiệu là Eagle Brand nha. Màu đỏ đằng sau ống bánh mới là thiệt. Thấy không? Không ba, ba cúng như vậy. Cái hãng này nổi tiếng lắm ba. Để lên đó để cúng cho rồi. Cho con xài thử miếng được thôi. Ê, đừng có ké nha mày. Nào giờ dưới quê chưa xài này. Chưa, con cúng cho bà nội mày mà xài cái gì mà trước đừng... sau mày cũng xài. À dạ dạ. Hổn. Để cúng cái đã. Cúng được à? Bỏ lên đây tôi cúng. Rồi đó. Trời đất ơi. Quẹn cái là cúng rồi đó hả? Sao ông bỏ lên luôn mà ông để gì kỳ vậy? Người ta chết rồi, hưởng hương qua thôi. Đưa nguyên chai chỉ cho nó tốn. Trời ơi. Con nói ba keo mà. Nè, đừng có nói keo kiệt ở đây nha. Tôi làm như vậy là sơ sơ thôi. Tôi không muốn người nhà ta hưởng ké. Tôi phải như vậy chứ. Hả? Tôi đâu có phải hạ tiện như vậy. À, bà con tốt lắm, cúng đàng hoàng. Má ơi, hửi đi má. Xong. Thơm quá. Ôi vậy cuối cùng mày hưởng trời. Cuối cùng cũng vô lỗ mũi ổng mà. Ông đưa bà nội mày chưa kịp hử. Giật lại liền. Giật lại liền. Trời ơi, cúng đẳng cấp quá. Phần tôi vậy là chú đồ ăn đủ sao rồi? Thôi bác hai yên tâm đi, ba con chu đáo lắm. Sớm mời á, trước khi đi chợ đó, ở nhà ta nói hả, luộc nguyên một nồi giò heo nè, với lại gân bò hầm sả ớt ngon lắm cho bà nội ăn. Bậy bà, mấy cái món nó dai lắm, tôi ăn đâu có được. Tôi làm đâu phải cho anh ăn. Tôi làm ở đó trước cúng má, sao là cho con tôi ăn. Còn cha con anh cúng cái gì, cha con anh ăn cái nấy đó, ví dụ như ăn niền xe đạp nè. Đó, ăn cái mỹ phẩm này nè, với uống cái dầu xanh là được rồi ha. Con đã nói với ba lại rồi, mình kìm lại. Đám giỗ là ngày nhớ lại hình ảnh của đám tang ha. Hồi nãy giờ vô tao kìm lắm rồi nha, mà nó cứ kiếm chuyện với tao. Kiếm chuyện gì? Anh về anh cúng gì kỳ cục vậy? Không có được một cái bông cho má. Tôi hỏi anh này kỳ cục vậy? Bao nhiêu năm trời anh không về à? Bữa nay anh về anh cúng chơi đời vậy hả? Mấy năm trước tôi có về rồi ha, mà chú về chú không có quan tâm tôi, chú lơ là, tôi ghét tôi không xuống nữa. Đừng có nói tôi là không lơ là cái gì. Anh là con trai trưởng mà anh nói vậy nè, chú không có hổn nghe chưa. Thôi không gì, lần nào gặp vậy? Tuần nào gặp cũng cãi lộn hết trơn vậy, thôi bỏ người nhịn nhau tí. Tao có gây gì ông đâu, mất quá mà. Gì vậy, cái gì vậy ông Dũng, bị gì vậy? Dầu gió sức cho nó sức dầu gió cho con mà cũng không dám lấy cái chai ra sức đưa cái mâm hớn thử.
con mình mà cũng keo được nữa. Anh Dũng sao rồi con? Anh Dũng còn sao không vậy? Thằng hai là ba nè con. Không, ba là ba của con. Không, tao mới là ba của mày. Ba cái gì hổng láo. Nó ngất xỉu rồi, nó không mơ. Bắt nãy rồi đánh. Có chừng có ai nhập vô đó. Ba. Có khi nào ông nội không? Ba ơi. Không, đây là chú, không phải ba. Ba cứu ba đi. Ba mày đây. Chú, chú chứ không phải ba. Chú tên là ba. Là ba của con đây ba. Là sao? Ba. Là ba của thằng ba đây. Không hiểu. Trời đất ơi. Một câu bớt dùng hai số lại. Bây giờ không số nữa. Tao là ba mày. Ma mày. Ê. Có chuyện ông nội. Đánh con tôi. Chính đánh con phải ông nội đi bây giờ. Vợ tao tao còn quánh chứ. Đừng có nói mà. Mày đưa được vợ nữa. Bây giờ ngày hôm nay ba nhập vào xác của thằng Dũng để về thăm mấy đứa nè. Ông nội đó. Không lẽ ba thiệt? Hỏi coi. Con anh nó có đồng cốt gì không? Thì tôi không biết. Ba hỏi. Bây giờ nè, nếu mà ba thiệt là ba tôi, bây giờ hỏi chứ ngày sinh tháng đẻ ông là ngày mấy? Nhớ chứ sao không? Ngày sinh là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái. Cái gì vậy? Phải không? Ngày sinh của ba là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái kìa. Phải. Tôi đâu có nhớ. Phải không? Tôi cái năm có... sinh đó phải của ông nội mày không? Phải. Bà. Để thôi con... bây giờ cả nhà chờ đi, tao chạy ra cái mã tao coi. Thôi. Lạnh quá. Trời ơi. Thì giờ đợi tới lúc ba vô là ông nội đầu thai rồi. Tao không nhớ mà. Để con vô con coi ba có ghi trong bàn thờ nè. Vậy. Là ba đây, Nguyễn Văn Chính đây. Ba. Đây nè. Bàn thờ ghi nè. 15 tháng 5 năm 1955. Cái đó là năm sinh của tao. Ủa năm sinh mà sao ghi lên bên hông bàn thờ vậy? Có bài hát nè. Ê, cái ngày này gần luôn. 23 tháng 11 năm 2019 là ngày đám ma ông này. Ê, không có giỡn nha. Chết thật là mà đám ma. Đại không. Trời đất ơi, ngày trả nợ ngân hàng cũng ghi vô đây làm chi vậy? Đây nè. Nguyễn Văn Chính, 19 tháng 9 1939. Đúng rồi, vậy đúng ba rồi. Tao quên năm sinh ông nội mày chứ. Bây giờ nè, để cho xác định là đúng hay sai nữa, hỏi cái này là kín đáo nhất. Chỉ có con với ba với anh hai biết thôi. Thôi đi. Mấy đứa nhỏ không bao giờ biết. Vậy trên năm số điện thoại cuối của ba là năm số nào? Làm sao quên được. Năm số cuối là 34509. 34509. Chính xác. Ồ, đúng rồi hả? Đúng ông nội mày rồi. Sao vậy ba? Sao chú chắc? Bởi vì cái mà phong thủy là ông nội mày số 1. À. Đó. Chính vì ông lấy cái số điện thoại này, ông làm ăn, cho nên nhà mình mới sạc nghiệp tới giờ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa ba? Cái số đó sao mà sạc nghiệp? Tôi chưa thấy ai mà như cha mình. Mở thì mở cái dựa trái cây mà ông lấy số điện thoại là 34509. Mà 34509 bán này ăn. Mới nửa năm là sạc nghiệp rồi. Ba phải là... Đúng ba rồi. Ba. Hả? Ba về đây có chuyện gì? Thứ... Sao má về? Ba về bữa nay đám giỗ má mà ba về sớm vậy, má không về? À, chắc là đám giỗ bà nội mà ông nội về ăn ké phải không? Giỏi lắm. Tụi bay cũng ác. Và cả nú không mà cúng gân bò xào xa tế. Cắn một cái trời ơi nó giác cái nú. Bà nhớ mấy đứa lắm. Nhớ má của tụi bay nữa. Bởi vì ở dưới không gặp được. Ngày nào ba cũng đứng để chờ người ba yêu lương lờ qua trên lối đi về. Sao không dám? Sao ba không kêu? Bữa đó càng tiếng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ba cũng ít có xàm. Về đây gặp tụi con vậy là vui. Thôi ba đi.
Nhưng trước khi ba đi, ba muốn nói một điều và nhắn nhủ với thằng Hai rằng: dạ. Hai à, lần sau hai cha con mày đi ăn đám dỗ mặc đồ bớt bóng lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây nè, ông nội mày hồi nãy về mày không nói chuyện gì, giờ này mày khóc cái gì? Tao nhớ ba mày quá. Cái gì vậy? Má, má là má của mày nè. Má mày. Trời đất ơi, lao. Mày thấy bên kia được cái mày làm theo luôn à? Mày quá hổn rồi, mày tán má, mày muốn rớt cái não luôn. Má, má là má của tụi bay, bà Nguyễn Thị Tái Gầu Gân nè. Nguyễn Thị Tái Gầu Gân, bà nội, bà nội. Đúng rồi. Đúng là má, má tên là... Bình thường á là ở cái xóm này kêu theo tên ba không à, kêu má là bà Chín, bà Chín. Tới hồi má chết rồi ba mới đưa cái tờ giấy ra, tôi mới lục cái tờ giấy ra là đúng là má tên Tái Gầu Gân thiệt. À. Hèn gì tôi nói anh nghe, bữa đó hả, đám ma của má treo cái bảng cáo phó lên, người ta tưởng khai trương tiệm phở. Trời ơi. Trời ơi. Kéo tới đông nghẹt. Sợ gì tao tên Nguyễn Thị Tái Gầu Gân. À, lúc đó tại má tao đau đẻ, lúc ba đang thèm phở, má đặt cho đỡ thèm tôi. Tao về ngày dỗ tao thấy buồn quá hả? Làm gì má buồn? Ủa, ba mày mới đây đâu rồi? À... đi rồi. Ủa cái gì? Mới xuất đi. Trời đất ơi, tao kiếm ba mày ở dưới đó không gặp được, rồi lên đây cũng không gặp được, lần sao? Ủa sao kỳ vậy má? Sao giờ chết rồi phải gặp nhau chứ sao không gặp được? Có, ông chết xuống dưới ông ở tầng 1 á, tao ở tầng 18 lận. Ủa sao nghiệp... cái tầng 18 là cái tầng cuối cùng mà sao má ở đó? Tao chửi riết cái nghiệp tao nó nặng quá. Trời ơi. Hèn gì ở tới tầng 18 luôn. Hay thiệt. Vậy là mỗi lần mà ông nội muốn thăm bà nội là ông nội phải nhảy lầu hả? Ừ. Thì đó, ông kiếm tao ông nhảy mém té mấy lần chứ bộ. Cái bữa đó tao thấy thằng ba nè, nó đốt nhiều với tiền vàng mã quá, tao mới nhín ra miếng đút lót cho đầu trâu mặt ngựa đó. Nó dắt tôi lên kiếm ổng, mà nó nhận tiền xong nó dòm lại, nó trời đất ơi, bà đốt tiền mà lủng lỗ không vậy? Dòm kỹ thấy trời đất ơi, mày mua tiền đô ngoài chợ, bấm kim không, đốt xuống đâu có xài được đâu. Trời ơi. Má giận tụi bay lắm. Má nuôi tụi bay cả cuộc đời, cho tụi bay ăn đủ thứ hết á, mà tụi bay không biết má thích cái gì. Tụi bay không có đốt đồ đạc cho má. Má có mà má, con biết má thích mà. Ngày xưa má thích màu mè, con đốt đồ cho má lúc nào cũng màu mè. Má coi nè, đây màu đỏ nè, thấy không? Màu hường nè, thấy không? Rồi vàng dòng đồ này nọ đầy đủ mà. Đây là mới nói không có sao được. Đủ màu. Tao biết là mày mua cái đồ màu vàng, màu đỏ, màu xanh mày đốt cho tao. Mà tới hồi mày đốt xong mới ra tro màu trắng, màu đen không à. Mặt như mặt bà ba đen vậy đó. Rồi vàng dòng mày mua cũng 4 số 9 đâu, quá trời bóng lưỡng nè. Đốt xong nó cũng ra tro màu đen. Tao đeo với tôi đi vòng vòng, mấy bà bạn mới chọc tao. Mới nói xiềng xích đeo chưa đủ, sao còn dắt chì lên người nữa. Trời ơi. Trời ơi, cái đó là tại vì cái chuyện mà con đốt cho con đâu có biết đâu. Mời mốt con rồi con cũng còn để nguyên. Tới hồi mà má tức quá. Má tức cái gì? Đồ mặt tao không nói, đám dỗ tao không biết tao thích ăn cái gì hả? Má thích cái gì má nói tụi con mới biết. Thích cái con gì cũng... thì nói đi. Má thích ăn bánh bao. Gì vậy? Cái gì vậy? Má nè. Gì? Bà đừng có xạo nghe. Bà là cái dông nào? Tôi mới là bà chứ bà không phải tôi. Ủa anh Hai, hồi xưa ba mình mấy vợ? Một vợ thôi. Một vợ sao giờ tới hai bà? Tao không biết. Từ xưa tới giờ hai đứa bay biết hai từ nhảy dây chứ chưa bao giờ nghe hai từ nhảy dông phải không? Trời ơi. Bà đừng có láo nghe. Bà là má giả, má mới là má tụi con. Bà sao? Không có bà má nào như vậy cả. Bà nhìn hai đứa con bà đi, đẹp trai sáng sủa, cớ sao cái răng bà lại hô như vậy? Bà là thuộc họ hàng của nghệ sĩ Hoài Tâm. Không, nó giống vợ con. Bà im đi, bà dòm lại bản mặt bà đi. Có người phụ nữ nào mà chân mày dài tới bát như bà không? Chân mày gì mà thêm chữ V chính giữa là thành chữ M luôn đó. Bà hay lắm,
Còn nhìn trên khuôn mặt của bà, tôi chỉ muốn tặng cho bà vài câu thơ thôi. Thơ gì? Răng mà tẩy trắng gọi là răng đen, răng của trẻ em gọi là răng sữa. Cắn thì dùng răng cửa, xé thì dùng răng nanh. Chỉ có răng hô là vừa cắn vừa xé. Chắc tao rút răng phóng nát bàn thờ nhà mày quá. Bà dòm kỹ cái mặt bà đi chứ bà đẹp bà. Chọc cơn điên tao chửi lên rồi ha. Bà biết bà xấu lắm không? Bà xấu mà xấu từ ông cha, xấu lan qua hàng xóm, xấu từ phường khóm, xấu lên tỉnh thành. Ai biết xung quanh cũng biết bà xấu, mày hiểu không? Tao nói xấu mà xấu từ chiến tranh, xấu vô tới hòa bình, xấu từ bùng binh, xấu vô tới hẻm cục, xấu mà không biết nhục nhã dòng họ tổ tiên, xấu từ trước công nguyên, xấu tới thời hiện đại, xấu từ lúc nhỏ dại tới lúc lớn khôn, đem chôn đầu thai của cuộc xấu lia, xấu lìa. Trời đất ơi, tao nói xấu mà lung lay nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu âm ỉ từ lúc mới chào đời, giật nổi sau dời bà cũng còn xấu. Má nè. Bà chú biết. Má nè. Hồi xưa bà chửi mà người ta dọn nhà đi đó. Vậy hả? Má đây nè. Không phải, tôi mới là má đây. Bà chửi tôi dài quá tôi nhớ không kịp. Còn tôi thì chỉ ngắn gọn thôi. Ông bà ta nói đúng. Đúng là có câu giải thưa không che được mắt thánh. Rồi sao? Cũng giống như răng hô không che được mắt người. Trời, tôi bay vô lấy cây nhiếp đi. Tao nhổ sạch chân mày con này tao mới chịu nè. Chú, bây giờ hai người đều chửi giống nhau hết, là biết ai là má thiệt của mình đây? Tôi đâu có biết đâu. Hay là hỏi cái gì khó thôi mới biết. Anh hỏi đi. Má ơi, hỏi cái gì khó đó. Nếu má là má của tụi con thì má còn sống hay má chết rồi vậy? Mày hỏi khó quá. Tôi nể anh rồi. Đã nói hỏi cái gì khó thôi mà. Má, bây giờ nếu má là má của tụi con hỏi nè, má chết rồi, má là ma hay là người? Vô gì? Anh em tụi bay nói chuyện lắp cái não vô giùm được không? Tao chết tao phải là ma chứ. Bà kia, ông, bà kia, tôi đang là chết. Bà đi, bà đi, ha, đi. Cái gì vậy? Đuổi ai vậy? Má đuổi ai vậy? Là ba đây. Hả? Trời ơi, sao biến đổi liên tục vậy? Con mụ kia là con mụ nào? Bồ nhí. Trời ơi, sao bà biết hết chuyện của gia đình này vậy? Tôi kể. Trời ơi, sao bà rảnh bà đi kể cho bồ nhí bà nghe chuyện gia đình mình chứ vậy? Cả cuộc đời sống chưa bao giờ biết đánh ghen, bây giờ chết phải đánh ghen nè. Con ở đâu? Kêu nó ra nói chuyện với tôi. Con ở đâu? Nó đi rồi, bà đừng có nóng giận nữa. Tôi đây nè, gây lộn hoài vậy. Tôi đây chính nè. Mình ơi, lâu quá mới gặp lại ông. Ông khỏe không vậy? Bà đang khóc hay đang cười vậy? Cái gì vậy? Ông, tôi khỏe. Ông mất dạy lắm. Ông ngồi đi. Chừng nào ông đi đầu thai vậy? Hình như trong lịch là tuần sau á. Còn bà? Tôi ở dưới vô thời hạn. Sao vậy? Nghiệp không biết chừng nào mới hớn. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi. Bữa nay đám giỗ tôi nè. Tôi nhỏ nó cúng. Ông về ăn với tôi nghe. Mấy đứa tụi nó cúng, cúng ác, cúng ôn. Nhất là thằng hai nè. Nó đốt cái gì nó không đốt cho tôi. Nó nghĩ sao nó đốt mấy cái đồng xu, đồng cắt xuống dưới. Bà nhớ không? Có một lần bà khô môi, bà xin tiền tôi đi mua cái son để dưỡng môi của bà. Xài đồng cắt ra tiệm con nhỏ bán son nó chửi quá trời. Về sau này điều tra mới biết, nó đốt đồng xu thiệt không đốt, nó đốt đồng xu thẻ thú nhúng. Sao xài? Mấy cái vụ đó bỏ qua đi. Đám giỗ tụi mình á, tao nói hả, cha mẹ nuôi con á, biển hồ lay lan. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Tính rồi nào trời? Nó cúng mà ba cái đồ này sao tôi ăn? Thì đó. Mà cúng tay ông nữa. Bây giờ tụi nó mở gặp nhau là cái lộn à. Cúng tay ông hồi xưa lúc mà còn sống á, không lo dạy dỗ tụi nó. Tụi nó hả, tôi hồi nhỏ đã hay gây lộn rồi đánh nhau rồi. Ông lo nhậu nhẹt không ha? Bà nói tôi thì bà nghĩ lại bà đi. Ngày xưa thời gian trước sao hả? Bà bó bà đi đánh bài tôi ở nhà cho hai đứa tụi nó bú.
là quên hả? Ông cho bố đường nào? Xin sửa bình của hàng xóm. Tầm 7. Cái đoạn này là 7 rồi. Anh hai, ba má bây giờ chết rồi mà còn lẫn. Anh hai nhớ không, ngày xưa đó là anh em mình thương nhau lắm. Hồi đó là em với anh hai đi bắt cua ở ngoài đồng. Lúc đó là nước đang lên nè. Xong em trợt cái chân, em té xuống sông. Lúc đó anh hai bơi xuống, anh hai cứu em. Anh hai cứu em xong xuôi anh hai bắt đầu đuối rồi. Anh hai ráng đẩy em lên trên bờ. Rồi nước cuốn anh hai đi. Rồi người ta đi ruộng về, người ta mới vớt anh hai lên. Lúc đó đại thương em à, đâu có phải như vậy. Đúng rồi, chắc có điều gì lấn cấn ở đây nè. Anh còn nhớ nha, hai anh em mình hồi xưa nghèo, mỗi đứa có một cái quần đùi để đi học thôi. Đúng rồi. Có bữa anh ham tắm sông quá, nhảy xuống cái quần nó trôi đi mất. Đó rồi bà con hàng xóm thấy mắc cỡ, em nó chui lên cây em trốn. Thì lúc đó em mới đi ra đó. Em mới đi ra cái em thấy bà con bu quanh cái cây, em mới nhìn lên. Em thấy anh hai, em thấy anh hai cái em mới tuột cái quần của em ra đó. Em quăng lên cho anh hai, để anh hai đi về. Đó, như vậy là đủ thấy em thương anh đó, rồi. Đó, thì cuối cùng xong em về em nghĩ, ủa sao mình ngu vậy. Nếu mà thấy thì thấy một người thôi, mắc mới gì thấy tới hai người. Cuối cùng cả xóm tập trung cứ chê ba không à. Nó giống nhà cha chính không tốt. Tóm lại là anh em mình thương nhau chứ đâu phải đâu như có là, phải như là hai người này nói đâu. Thấy chưa, em nói chơi cái chiêu này là hai ổng quê ha. Thì đó, anh đã nói hồi nãy rồi, ba anh hay kể anh nghe mấy cái vụ này lắm chứ. Ủa bác hai cũng có kể hả? Ủa chồng bộ. Ba em kể rõ lắm. Chị bà dạy hả mày? Má, bà ơi, bà. Ông ơi. Bà nội mày chứ bà. Bà nào? Mày tính nói gì? Bà nào ở đây? Hả? Đừng đánh má. Đừng đánh má. Má mày tao còn đánh. Má, đánh con quá. Cho mày quánh mày luôn á. Dạy mày dám nghĩ sao vậy hả? Dám giả ông nội mày hả mày? Tại vì hai mày làm gì vậy? Thì nhờ vậy hai người mới chịu nói chuyện với nhau. Bây giờ con nói thẳng luôn nè, ba với bác hai á không có dịp gặp, ai cũng bận hết á. Mà năm có ngày giỗ của bà nội ông nội hà, mỗi lần gặp là cãi lộn, cũng đùn đẩy trách nhiệm hết. Ủa ba với bác hai nhớ chuyện hồi xưa nhường nhịn nhau từng chút một, giờ lớn rồi tới ngày giỗ không nhường nhịn nhau một tiếng hay sao mà cãi lộn hoài? Bây giờ con nói thiệt luôn, con cứ tàn dự là bài đã hết. Vì muốn chú với lại ba quề lại yên bình, lại đừng có gây gỗ nữa. Tối nào hai thằng cũng bàn kế hoạch với nhau, gọi phay tam mà tức đêm tức hôm muốn thăm quần con mắt luôn. Là bây giờ để muốn cho hai người như vậy thôi. Hiện tại ba mày chứ ai, ông làm lớn mà tới ngày giỗ ngày quải đồ này nọ ông không chịu về quê. Đâu phải tôi không về, cái lần đầu tôi về đó thì chú có để ý tôi đâu. Tôi giận tôi mới lẫy tôi mấy bao nhiêu khách để ý gì, anh em ở trong nhà anh phải phụ tôi chứ. Thôi mà đừng có cãi lộn nữa chú ba ơi, con nói thiệt á, là tại vì ba con chú cũng biết là đi làm rồi đi gặp người này người kia, đối tác này đối tác nọ mà đâu có thời gian đâu. Nhưng mà một cái chuyện bí mật con biết được là tất cả những cái số tiền mà ba con làm, ba con dành dụm để dành để về đây xây một cái ngôi nhà mới, để có cái chỗ mà thờ cúng ông bà, rồi sẵn là có cái chỗ mà cho chú ba với anh Dự ở nó đàng hoàng hơn nữa. Ủa thiệt hả bác hai? Dĩ nhiên rồi, mà tao không muốn nói trước cho ba mày biết, muốn là bất ngờ. Thôi bây giờ nói thiệt anh, nhiều khi tôi cũng tức anh, nhưng mà thôi bây giờ anh đã nghĩ được tới cái chuyện mà để có cái nơi thờ cúng ông bà với lại cha mẹ, vậy là tôi mừng rồi. Bây giờ anh em mình coi như không có gì đi. Mày coi vô lấy cơm rồi ra cúng đi. Bữa nay tôi nấu cơm á, là toàn nấu á, những cái món mà anh thích ăn không đó. Ngày xưa má hay nấu cho anh ăn đó. Ôi khỏi nè, có mắm chưng nè, rồi có mắm lóc nè, mắm kho chấm mắm rau kho chấm với rau nữa. Thôi đi ra nhà hàng ăn tôi đãi cho. Cái gì? Tôi đãi cho. Thôi ăn cơm nhà đi cho nó tình cảm gia đình. Ừ vậy đi cho đỡ hao ha. Trời ơi. Ba giờ quê phải không, vui vẻ phải không? À tính tiền điện tháng này đi, gần tới đám giỗ con gọi cho ông bàn kế hoạch thôi. Nhiều tiền điện nhiều lắm. Không nhiều đâu mà không lấy bill nè, em bữa trển gửi về nè, đứng đi em vàn ra. Thì đó bây giờ cái tiền là phải trả à, chứ đó. Mình thiếu nợ mà, bao nhiêu cũng trả mà, bao nhiêu cũng phải trả thôi. Mình thiếu cái tụi bay đưa bill ha, đưa các băng khánh thành vậy. Tao đưa tao coi cái tổng thôi. Cái tổng tao để tao trả chứ có gì đâu mà 9.2 triệu nè anh hai trả đi. Nhiều quá trả không nổi. Được rồi, để tôi trả cái này. Thôi cho giờ thay vì ra nhà hàng ăn thì bây giờ ăn cơm ở nhà đi. Được. Đấy, để đồ lên thắp nhang cho má đi, cả nhà mình vui vẻ như vậy chắc má vui. Đến trong bà nội vui nha. Ai, vô đốt nhang đi, ăn cơm nè. Bà nội ơi,
Vui quá. Như quỷ à. Mày khóc cái gì? Đứng đây. Mày im. Mày khóc hay mày cười vậy? Dạ con đang khóc. Khóc cái gì? Hết vé mà khóc cái gì? Vô đi ngồi đi. Vô đi ngồi tôi biểu. Đi ơi. Đi dắt con đi đâu mà đi dắt đi hoài vậy thì tao chưa thấy ai mà con cái mà nó mắc nết như mày. Con gái mày không đẹp mày vẫn có chút cái nết chứ. Mày bị gì mày vô duyên dữ vậy? Ngày nào tao phải đi lo có chuyện mà mày làm hại người ta mà tùm lum cái này kia tao đủ mệt rồi. Con có làm hại gì đâu. Học hành không lo kiếm cái nghề cho nó đàng hoàng. Cái bạc xấu như quỷ mà đòi làm hoa hậu. Qua bà nội mày hả? Con tại vì ở xóm nó nói con đẹp nhất, độc nhất, lạ nhất, nó kêu con thi đi thi hoa hậu. Giờ tía không cho con thi á, vậy thôi tía cho tía bán hết ruộng vườn nhà cửa, tía đưa tiền cho con đi. Bán hết ruộng vườn nhà cửa thì cho mày làm gì? Dạ để con lấy cái tiền đó con đập nát mặt con ra, con thẩm mỹ viện lại cho cái mặt con nó đẹp thi hoa hậu. Thôi khỏi, bác sĩ mà gặp cái mặt mày là chạy rồi nha. Mà chỉ có cắt cái đầu, lấy cái đầu mình tiết gắn vô thì được. Mặt xấu như quỷ mà đập cái mặt. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Nè, suốt ngày ta nuôi mày là tốn biết bao nhiêu tiền rồi nghe. Ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu, ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu. Tiền phải giấy đâu mày. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Mới hồi sáng đưa 2 triệu rồi làm gì nữa? Thì đó, bây giờ lấy tiền mình đề phòng có gì mình trả nợ tiếp. Tao mới đưa hồi sáng 2 triệu rồi. Ăn sáng không mà tốn 2 triệu đồng. Đâu có, con ăn hủ tiếu gõ thôi mà. Tốn 2 triệu nó cũng có lý do của nó chứ. Hủ tiếu gõ được 2 triệu mày. Thì sáng con đi vô trong cái chỗ đó, con thấy bán hủ tiếu gõ ngon quá, cái con xà vô liền. Con vừa ngồi vô cái thằng phục vụ nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi xong cái nó bưng ra cho con một tô hủ tiếu xương. Con nói là con bị đau răng quá, con ăn xương không có được à. Rồi cái nó hỏi con chị thích ăn cái gì, con nói là con ăn cái gì cũng được à. Rồi nó bưng ra cho con tô hủ tiếu bò viên. Thì mày ăn đi. Con nói là con bị dị ứng bò viên, con ăn không được. Cái nó hỏi con chị ăn cái gì. Rồi mày nói sao? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi sao? Rồi cái nó bưng ra cho con tô hủ tiếu không. Thì mày ăn đi. Con nói bà mẹ nó hủ tiếu không có gì mà ăn. Rồi nó hỏi con giờ chị ăn cái gì. Rồi mày nói sao? Con nói ăn cái gì cũng được. Rồi rồi cái nó quăng một cái nùi dẻ trên bàn một cái tét. Nuốt nùi dẻ đi má. Con giận quá con đứng dậy con tát một cái tát. Đẹo cái cổ đi vô bác sĩ bó bột hết 500 ngàn đồng. 500 ngàn sao mày lấy tới 2 triệu mày? Thì bởi vậy nó lúc con tát nó một cái bóp nó gãy cái cổ, cái đầu nó xà cắm vô trong cái tô nồi hũ nước lèo. Rồi cái hũ nước lèo rồi nồi hũ nước lèo nó đổ ra rồi con đền mất thêm 1 triệu nữa. 1,5 triệu. Tao không hiểu sao tao có đứa con như mày á thiệt. 1 triệu dưới này 500 rồi 1,5 triệu sao mày lấy tao 2 triệu mày? Dạ bởi vì tao nói cái khi mà cái xui nó đến ông bà nội bà ngoại gì nó kéo đến hay sao á, thay vì người ta đổ cái nồi nước lèo không thôi là đủ rồi, tự nhiên có bà chó bả ngồi kế bên hủ nước lèo nó đổ vô nó trụng nguyên bà chó, rồi bả bị bỏng đưa đi bác sĩ chữa hết 400 ngàn đồng. Cũng là 1,9 triệu hà, mày lấy tao 2 triệu. Hiện tại có cái người ta đưa con chó đi khám bệnh, trong lúc người ta ngồi ta chờ đợi bác sĩ khám bệnh, cái người ta ăn uống nước mía nữa rồi hết 100 ngàn nữa chẳng 2 triệu. Tao không còn lời nào để tao diễn tả mày á. Tao mà biết mà từ đó tao sinh ra mà mày như vậy tao bóp cổ mày chết cha cho rồi. Cũng hên đó nha, hên là cái nồi nước lèo nó đổ vô con chó.
rồi đi chữa có 400 đổ vô người là không biết tiền đâu đền cho người ta. Bởi vậy chó mày xin. Alo. Rồi rồi. Bà chủ quán hủ tiếu gọi bà phỏng luôn rồi. Hả? Ủa sao tự nhiên chó phỏng rồi giờ bà chủ cũng bị phỏng luôn là sao? Bà ôm chó đi chữa bà bị phỏng luôn. Bà nội cha mày. Giờ bà đòi 3 triệu nữa kìa mày. Ủa vậy là tổng cộng con ăn tô mì gõ sáng nay hết 5 triệu hả? Yên tâm đi, 3 triệu đó ta từ từ ta kiếm cách ta nói rồi khỏi trả. Còn tốn 2 triệu kia là ta trả chắc chắn rồi. Bà nội cha biết 2 triệu là bao nhiêu tiền không mày? Dạ 2 triệu. 100 đô. 100 đô ta mua 4 cuốn thí nga mày biết không? Bà nội mày. Bởi vậy á. Thôi tí ơi, bây giờ mình đâu cần mua thí nga gốc đâu. Mình lên hẳn YouTube mình coi luôn đi. Mày hay lắm. Lên thẳng vô cuối coi đúng không? Dạ. Số sau chắc chắn không có mày đâu nha. Ngu như con bò. Đâu có. Con nói là con chưa có nói. Cả hai. Mình vừa mua băng gốc rồi xong mình vừa lên kênh YouTube của Thiên Nga Paris By Na mình coi nữa. Mày nín giùm tao cái. Nhưng mà mấy số mới người ta không có post lên đâu. 8 năm sau người ta mới post lận. Mày nín đây. Tao post mấy số từ ngày xưa kìa. Mày vô duyên, mày nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Tía. Cái gì? Tía ơi. Đi vô, vô kia ngồi. Tía kêu con đi đây, đến đây làm gì vậy? Vô kia mày ngồi đi. Tía. Ủa anh? Làm gì vậy? Tía ơi. Làm gì vô nhà tôi như nhà quan chết chủ à? Này là ông Tư. Tư nào? Ông coi bỏ dở lắm. Hả? Vậy hả? Tôi dắt mày tới để ông coi, ông sửa lại, hiểu không? Sửa phong thủy, sửa số, sửa cái gì lại cho mày, hiểu không? Con có ở đâu sửa, con đẹp quá rồi sửa gì nữa. Thì đúng rồi, mày đẹp rồi. Đó, mày hay ảo tưởng lắm nha. Ủa đâu rồi? Đây, anh ngồi, ngồi đi. Ngồi đi anh, ngồi uống nước chơi. Dạ, ngồi đi. Nhà tôi. À, quên. Tôi không mời, thôi anh mời chi. Đi ăn đám cung đình ở đâu mà mặc đồ đẹp dữ. Đó, bị đi công chuyện. Rồi giờ đi đám ma. Đám ma về, chợ vô nhà mình chui vô nhà ta trước. Phải. Không phải. Đâu có sao đâu anh đừng rung cây nhát khỉ. Tôi là thầy mà kiên trì về cái chuyện đó mà anh lo gì. Thì đó. Uống nước đi. Mày cứ giật 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 coi bên này tao không thấy tao. Sao mày ngu dữ vậy? Uống đi uống nước. Rồi mai tôi cũng mặc áo dài đó. Ừ. Chứ mà anh á. Gì vậy? Nước tôi pha 4 ngày không ai uống á. Cha mày sao chả kém dữ. Ờ nó chứ đi đâu rồi nói lại đi, bị nhà này khách đông lắm, ngày nào tôi cũng coi cho người ta nhiều dữ lắm. Ủa con thấy có đông thì đâu, thấy nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh mà đâu có khách đâu. Ủa chứ buổi sáng có 2 người như cha con mày là đông rồi. Chứ mày nói ra là không có lính. Bị vậy. Vô duyên. Nó vô duyên đến nỗi mà nó mở mắt ra một làn gió thẹt qua là vô duyên rồi. Cho nên vợ á lớn tuổi rồi mà chưa có chồng con gì hết. Thấy không? Giờ mong anh nên làm sao, cúng kiến sao, quá dại đi cho nó hết cái vô duyên để lấy chồng. Cho tôi nuôi quá, tôi mệt quá đi. Ôi tía ơi, lo gì? Con trai nó theo Hà Lầm luôn rồi tự nhiên nó đi cúng quải để cho có chồng. Ai ơi, mày ơi, mày làm như tao ham cúng cho mày lắm vậy. Tao nói cho mày nghe nè, cúng trục vong tao cúng được nè ha. Cúng nhập dông tao cúng được, kêu dông về tao kêu được ngang. Chứ cúng mà hết vô duyên là bà nội tao cúng cũng không được đó. Vô duyên nó nằm ở trong máu rồi sao cúng. Mày nói một cây gì? Mày nói là cái gì? Báo nhiêu lần tao dặn rồi. Đừng có nói gì hết, để mọi chuyện tao sắp xếp. Dạ. Nghe chưa? Mày đứng qua bên đi. Dạ. Mày là chỉ thấy dạng như là CD thôi, đừng có làm DVD nha. Dạ. Có tiếng đừng có hình. Không, nói chung là bây giờ nó chỉ coi như cái tivi hư đi. Nó không tiếng, không hình, đứng im. Đó. Rồi, bây giờ để tôi qua tôi nói nhỏ. Ây da. Cái đồ thiết kế rồi bỏ nó xuống dưới luôn. Nó thiết kế cái đồ. Rớt cái gì vậy tiếng? Rớt cái điện thoại nó chạy qua khu vực nguy hiểm nó rớt. Trời ơi mẹ ơi. Đeo chi rồi nó rớt từ lưa hết trơn à. Nó chạy qua cái khu vực đó đó mà cái thằng mà sản xuất ra cái này nó mới tội nghiệp nè. Công trình nó đầu tư chất xám mà nó xuyên tâm liên qua là thấy thua rồi.
kệ đi mà, tao có chuyện. Bây giờ sao? Không có ai. Tôi... nhà khách đông mà không có ai. Tôi nghe đồn là có bà Chính Bành mối quanh, đúng không? Yên tâm, bà đó là mối ruột của tôi đó. Mỗi tháng đó là tôi coi bói cho bà giàu là nhờ một tay tôi. Ngày nào bà cũng tới nhà tôi hết. Mối luôn hả? Mối ruột đó, bà giàu, tới giờ này bà giàu, bà có tiền là nhờ tôi. Vậy hả? Ờ, ngày xưa tôi coi cho bà nha. Lúc hai vợ chồng bà đang mừng ăn phơi phới, tôi nói chị sắp có của quạnh tài. Đó, bà ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, về hai vợ chồng quánh nhau ly dị, chia của, bà có của quạnh tài đó. Đó. Trời, tôi coi là chính xác. Hồi trước giờ coi ai chưa? Mình bả à. Ủa gì kỳ vậy? Mình bả mà ngồi toàn 8-9 tiếng không à. Chịu khó nghe tôi nói lắm. Ngày nào cũng qua? Ngày nào cũng qua. Mỗi tháng là coi như là tôi được 3,000 là từ bả đó. Ngày trăm. Ngày trăm. Ngày trăm đô á. Tháng 3,000. Rồi coi cũng, nó cũng nói gì, về nào ngay cũng có tháng 2,800. Ủa sao vậy? Sao kỳ vậy? Sao thầy? Tháng 28 ngày. Ngày rồi nói tính đổ đồng là khoảng chừng 3,000, rồi cũng có tháng 31 nè, 3,001 à, là 31 ngày vậy à. Chà, nhưng mà được. Chà, bây giờ cái gì chứ cái chuyện mà coi để phá gia can là tôi số 1. Hồng ơi, coi là coi cho nó phước phận, ai mà coi phá gia can. Bây giờ nói chung là bà coi để cái bây giờ vậy, bà có một đứa con trai đúng không? Bà có đứa con trai. Cái gì? Cái coi gì vậy? Mày nín đi. Cái gì? Bây giờ anh nói làm sao cho bà Chính Bành bà tin anh, bà lấy con gái tôi cho con bà. Yên tâm. Nói cái gì? Nói tới cái chuyện ly dị chồng đó mà bà còn tin tôi mà. Đừng có nói. Ba cái chuyện gả con là chuyện nhỏ, cưới con anh chuyện nhỏ. Chạy giao không? Hết cho tôi đi. Chắc không? Nhưng phải có thù lao. Tôi đâu có bán nước miếng không được. Tôi bán miệng nuôi thân mà. Nếu như mà cứu này thành công, tôi trả anh 10,000 đô la Mỹ. 10,000 đô phải không? 10,000 đô là chưa kể nè. Lấy con gái tôi về, mà anh biết là con nhỏ này nó khùng lắm. Thế nào hai vợ chồng cãi lộn, mà con bà cãi lộn với con dâu, thế nào bà không tới đây bà coi nữa. Không chừng bà coi ngày 2 lần, tháng được 6,000 nữa. Đúng không? Tương lai rực rỡ. Được, coi. Vậy được, được, yên tâm. Ờ, chắc chắn nha. Ờ. Chắc chưa? Ê, chắc, chắc. Nhớ nha. Rồi. Giờ này là bả gần tới rồi đó. Rồi. Né đi. Rồi, rồi, rồi. Chừng nào mà tôi phá banh trành cái gia đình bả là kêu tôi kêu vua. Telephone, telephone. Ê, telephone nè, có. Ờ, có điện thoại chưa? Có rồi. Không lấy điện thoại. Hả? Mới luôn hả? Mới. Bỏ, có túi hả? Có túi. Sao bộ này nó không có túi ta? Về mai đi, chứ để nó xuyên tâm liên nữa. Ờ, nhiều bữa nó xuyên, có nhiều bữa lạnh lạnh á, không thấy xuyên luôn. Ờ. Đi. Ủa giờ đi đâu tía? Mày đi về, mày nấu cơm giùm tao đấy. Ôi tía ơi, cho con 2 triệu đi ăn phở đi. Tao lại mày ăn phở cho bà phở bà bị bỏng nữa hả? Thì con thèm phở, à, đi, không đi, ăn cơm đâu. À, đi. Đâu biết nấu cơm đâu mà bắt người ta nấu cơm hoài à. Vô duyên. Ủa cái cửa chỗ nào vậy? Trời, cửa đó là cửa nhà người ta, mày đi phía trước hiên nè mày ơi. Cao đâm sầm vô trong phòng của nhà ông thầy luôn vậy. Vậy nha. Đi. Ông có túi nó khó chị. Alo. Chị Bảy bán phở hả? Ờ, đóng cửa tiệm nghỉ đi nha. Ở trong là bị phỏng đó, đóng cửa tiệm nghỉ đi. Ờ. Khổ ghê. Hai cha con ông này. Tới rồi đó. Gần vô. Hả? Rồi đó. Tới rồi đó. Giờ má ở đây đi, con đi về. Nè. Tí. Con nói má bao nhiêu lần rồi, con lại má. Má ơi, má thích thì má làm đi. Tao nói mày đi. Tại sao má ép con như vậy? Con có thích. Tao kêu mày là đi. Chị Chính, tôi chào chị.
nha. Má cái chứng ôn gì sáng sớm chị vô nhà tôi, chị cứ chỉ tôi, chị kêu tôi làm gái hoài vậy. Trời ơi. Thì ra coi như là ban ngày làm bộ như là coi bói cứu đời ha. Thì ra là làm trai bao. Bà nội trai mày, trai bao giờ này cũng dễ ghê, cỡ tuổi này mà còn làm được thấy. Mày điên hả? Mày nhìn tao ai bao? Khùng. Trời có ơi. Có mày đó mới giống trai bao đó nha. Ăn trời bận thấy gớm. Có trai bao nào có cái nhan sắc như tôi trời. Nè, chị bị tai biến hả? Không có. Sao nãy thấy ngồi xe đẩy vô đó. Tai biến là cái đi xe lắng. Còn cái này là ghế massage. Ghế massage. Ghế massage đó hả? Dạ. Ông này. Con... Ngồi chơi chị. Con nói thầy nghe. Dạ. Má con được có cái bệnh là thầy biết rồi đó. Đi qua đây coi mối phải không? Thì có cái bệnh cứ như nói thường cái chữ cuối phải đá văng lên chữ vậy đó. Ừ. Dạ. Hồi nãy tôi nói đi là gỗ. Ừ. Gỗ. Không phải là đi. Ừ. Ngồi chơi. À, cảm ơn. Bữa nay chị qua đây có đi. Chuyện gì? Dạ có chuyện chứ. Chuyện là giấy. Vào năm 1978 tôi có bầu. Chị bầu ai? Không, ý má con nói là có bầu. À, có chữa. Nó thích nói đắng lên vậy đó, thích đua lên vậy đó. Hồi đó má mày có tâm sự với tao rồi, tao hiểu mà. Bả coi mối tao 4 năm nay mà. Ngày xưa đó là học nhạc, mê bằng kiều, học nhạc. Học được mấy nốt cao, cái ông thầy dạy nhạc chết đó. Giờ là không có học nốt trầm được. Má nói gì, má nói đi. Rồi tôi nói tiếp không? Nói đi. Tôi có bầu. Có bầu, đúng rồi. Rồi bọc đến mưa gió, tôi mới chuyển bún. Trời ơi, bầu bì thì để chồng nó làm. Chuyển bún rồi nặng nề để người ta chuyển. Thầy ơi, ý má con đó là đau bụng chứ phải là bán bún. Chuyển bụng quá hả? À. Dạ, đau bụng đẻ. Đau bụng đẻ nói mẹ cho rồi tôi chuyển bún. Rồi tôi mới đẻ thằng này. À. Hôm nay á, dẫn nó tới đây để nhờ anh coi bói. Má mệt không? Mệt chứ. Mệt đi, má uống nước nghỉ ngơi đi nha, chứ thầy với con đứng đây nghe hơi cũng mệt lắm, mà ngồi dưới ta cũng mệt nữa. Dạ thưa thầy. Mệt hả? Má đừng nghe tiếp hả? Má cả sớm mệt đó má. Tôi nói chị nghe nè, mình già rồi, chị nói chị cứ lấy hơi lên hoài để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Đừng nói, để cho con nó nói bây giờ sao, ý của chị sao, muốn má đây, cái con gì nói cho. Đó, bây giờ ý là coi như vậy nè, má con nói là con đến cái tuổi mà lấy vợ đó, giờ muốn đại khái là con quen cái con nhỏ bạn gái mà hai đứa con yêu nhau quá mà giờ má con cứ không có chịu, giờ má con kêu qua đây coi ngày tháng rồi con ơi. Thầy nói con nghe, có thờ có thiên có kiêng có lành. Làm gì làm, vợ chồng hôn nhân là phải cẩn thận, phải coi cho kỹ càng, tuổi tác. Thầy nói gì? Cẩn thận cái gì? Đó má con cũng coi quá nè, rồi cuối cùng cũng ly dị với ba con thôi. Tao coi đó chứ ai. Trời đất. Đó, thôi má ở đây. Tao coi là, tại tao coi là tao coi cái phần ly dị sao thôi. Còn cái phần trước là ông nội mày coi chứ. Đúng. Ông mà má ơi. Rồi. Cái gì vậy? Chưa nói hết mà rồi cái gì? Một câu. Đúng. Thì đó. Rồi. Má nói một câu thôi, đừng có chấm phết gì ở đây hết ha. Đi một câu á, dạ đừng có bây giờ lấy hơi lên nha. Bây giờ má để con nói được không? Mắc cú. Thầy ơi, bây giờ về đây nè, con là con thấy hai đứa con hợp lắm rồi. Bây giờ tụi con có thể là đến giờ, nhân thôi. Bây giờ thôi, má mày đã quyết như vậy thì để thầy coi luôn cho. Mày tuổi gì? Thì con sinh năm 79 là con tuổi con dê. Con dê. Cái gì? 12 con giáp, có con nào con dê má? Con dê. Con dê. Nó kêu à? Dê, dê. Con dê. Tuổi muối. Tuổi muối.
Thôi mệt quá bà ơi, từ cái con to tổ nái bà đưa còn con chút xíu à. Thôi bây giờ tôi biết rồi, để nó nói. Thì con là con tuổi con dê đó. Mày tuổi con dê, nó tuổi gì? Nhỏ bạn gái nó tuổi hợi, mà con thấy hợi mẹ mùi là tam hợp đúng không thầy? Con nói vậy là sai. Sai sao thầy? Tử vi á, không có cái chữ mà hợi mẹ mùi tam hợp. Tam hợp đó là tính cái tuổi thôi, còn cái mạng chưa chắc đã hợp. Trời, con thấy cái mạng mày quá. Á là mạng quả. Đúng rồi. Nó là mạng thủy. Đúng. Mà thủy nó sẽ dập quả. Mày có thấy ai mà vợ dập chồng mà chịu được không? Con thấy ai dập ai cũng đều được sung sướng như nhau chứ. Trời ơi, có dập là vui rồi. Con đòi hỏi cái gì nữa trời. Bởi tụi bay con nít, tụi bay thiển cận. Đây nè, luật trời là có âm có dương. Mà âm là phải dưới, dương phải trên mới đúng. Đúng vậy. Thôi, con không có biết. Rồi. Chưa mà má mày chưa nói hết. Bây giờ con nói nè. Đó, con không biết cái chuyện tình yêu là của tụi con. Con không cần nữa, má thích thì má ở đây, má coi con về. Đấy. Đang coi mà. Bây giờ cái giờ con cái gì nữa, bây giờ con thấy cái chuyện. Thì bây giờ tao nói cái tuổi không hợp à, thì cái tuổi mày cho là hợp, nhưng cái mạng không hợp. Cái mạng không có hợp tôi, mà con thấy cái tuổi nó hợp. Thì im đi. Thằng mất vé. Thôi, vậy. Tôi nói chị nghe, về cái tuổi không hợp, cái tuổi hợp, cái mạng không hợp, hay là bất kỳ cái gì nó có thể hợp hay không hợp, chị có thể cho cưới được. Còn cái vụ nó mất cái đó là bỏ luôn, khỏi cưới. Khỏi coi thầy, đi thầy, thầy nói cái gì mà mất cái gì mà bỏ luôn là sao? Má mày mới nói đó. Má con nói là mất dạy. Ủa dạ. Trời ơi. Vậy coi nữa. Má còn lại má. Ha, bây giờ mai mốt má đừng bao giờ dùng cái chữ mất dạy giùm con nha. Má gọi con mất nết đi. Ha, chứ mất dạy nhiều khi đi ra đường nói vậy người ta hiểu lầm chết con. Ha, giờ má ngồi đây má coi con đi về. Nghe. Mày im đi. Tao không thích cái con tráng đó. Cái gì? Con đào tôm tráng. Vậy là càng không được nữa. Sao không được? Ai mà thằng Nghĩa đi lấy con Trang rồi hợp lại thành Nghĩa Trang là thấy mẹ rồi. Bây giờ ví dụ mày tên Nhà, con kia tên Phạm Băng Băng, hai đứa lấy nhau là Nhà Băng, thấy không? Thầy nói gì xa luôn, con thấy hai đứa rất là hợp, Nghĩa Trang về chung một mái nhà. Nhà gì? Nhà Hoàng. Trời quá hợp của con, cái trời về đỡ tốn kém. Thôi con thấy con chuyện yêu đương của con là của con. Chưa mới về mà đã thấy sai rồi đó. Thôi má đừng có nói gì cái chuyện. Bây giờ hỏi nè, má nè, má cứ tranh thủ hạnh phúc cho con hoài. Má thấy má có hạnh phúc không? Thôi tôi nói chị nghe nè, chị mà để cho nó lấy á, càng lấy là chị càng chết. Không nên. Bây giờ tôi sẽ kiếm cho chị một đứa con dâu đàng hoàng. Bây giờ chị cứ quyết định là chị không cưới cho nó thì nó đâu có dám áo mặc sao qua khỏi đầu. Đúng rồi. Mày phải nghe là thấy. Nói tại ông nói không có chịu đâu, không có chịu đâu, con chỉ thích mày không chịu rồi. Tao đạp đầu là tao chết. Thôi. Alo. Alo. Đè hoài hoài. Alo anh Mừng. Rõ hoài. Banh khác rồi. Ập vô liền nghe, ập vô liền, banh khác rồi. Thầy cứ coi đi thầy. Cho nên Xong chưa? À, ai vậy? À đây anh Mười ở sống trên. À anh Mười á. Chào anh Mười. À, bả bị Abidan hả? Cấn giọng gió, cấn giọng bằng kiều. Ngồi đi. Hai người làm quen đi. À, chào anh. Chào Chí. Ừ. Đây con gái tôi. Dạ. Đây chào à. Dạ chào chú. Ê. Mày đuôi nghe. Vậy mà chú hả mày? Ôi. Cái con này nó vô duyên quá hả? Vậy mà chú nghe. Thì bỏ vậy đó chứ nó không có nhìn sao mà để nó mắt nó đuôi rồi. Mày vô duyên gì chưa? Mày hai núi đưa lên như vậy mà nó kêu chú. Trông nhìn giống đàn ông. Mày im đi. Dạ. Cái con người ta bự. Dạ. Chứ trước khi mà mày muốn kêu người ta mày phải nhìn chứ, mày phải nhìn tàn thân chứ.
Mày không thấy nó sừng sững như vậy mà chú cái gì? Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi, hai trái lựu đạn nó nhô ra, thấy hả? Xin lỗi chị Chính. Đây là chị Chính Bành. Chà. Hồi ngày xưa chồng ủa nghe tiếng chưa? Nó buôn bán như vậy giỏi nhất ở làng mình. Thì cũng nghe sơ sơ chị Chính Bành đi hả? Đó. Tưởng Bành nhỏ nay Bành Cà Bá hả? Cái này chắc Chính vô ai quá bự quá. Thôi mẹ ơi. Vô duyên quá. Đây chị Chính. Cái người mà tôi muốn làm mai cho con chị là con này. Con này. Con gái đó ha. Ừ. Thằng này á tuổi hợi nè, tuổi thằng này là tuổi tuổi thân nè. Không, con tuổi mùi tự. Đó mày tuổi mùi nè. Rồi con này á là dạ, con tên là Địa. Nguyễn Thị Địa. Con tuổi Sửu. Tên Địa. Đây. Bà thấy cái gì sai sai đổi tên chi vậy? Con thấy cái gì chị sai lắm rồi đó má ơi. Tỷ sao mà con tên Nghĩa rồi con quỷ nó tên gì Địa Nghĩa Địa thôi rồi mắt bỏ đây 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 không bỏ được. Con nói như vậy là thầy không chấp nhận. Tại nghĩa sao? Trang thì không được nhưng Nghĩa Địa chấp nhận được. Trời ơi. Con phải hiểu cái câu Thiên Kinh Địa Nghĩa không, nhưng mà câu đó hợp lý. Đúng rồi đúng đó bởi vậy cho rồi sao chị má ơi má. Nghĩa Trang con nghe nó còn sang sang chứ Nghĩa Địa ra nó bình dân quá má. Bình dân mới dễ sống mày. Bình dân mới dễ sống. Bình dân hay không mày cũng phải lấy. Bây giờ tôi thấy là hai đứa này hợp nè. Đó về cái tuổi á thì tính ra đó là nó khác. Nhưng mà tính vô trong cái cung á là nó hợp. Đúng. Về cái mạng hợp, về cái tên cũng hợp. Dạ. Cho nên là tôi thấy là hai người nên nói chuyện với nhau làm xui. Dạ. Vậy mà lấy con cưới con này về là gia đình chị phất lên nữa. Dạ, dạ. Đứng đó. À, ôi trời, cái con đó nó vô duyên vậy mà lấy cái gì? Mẹ đi. Anh ơi. Dạ. À tôi thích như vậy. Chị đứng xa xa. Ừ. Chị đứng xa xa chở. Tại sao? Thấy to chở. Anh yên tâm, người ta nói là cãi thầy núi mới đè. Anh có cãi tôi đâu mà anh sợ núi đè. À. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi nói chuyện đi. Hay là cho tôi làm đám cưới ngay đi. Hả? À? Cưới liền. Là đám cưới liền hả? Cưới liền ơi. Gì? Gia đình khá giả lắm. Cưới liền. Đây nè, gia đình chỉ có cái gì đó cái... Tôi lo hết. Tôi... Cái gì? Con cưới anh này. Cái chết luôn nghe rồi. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc bộ đồ đỏ lè đỏ lét à. Như cái bao lì xì, như cái dĩa tiết tam á. Mày nhái tao đâu quýnh mày chết mé. Mày qua đây đi, lỡ đây. Mà. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc đồ hồn hẹt quá à. Mày nhà tao có cổ tao không còn gì tao. Chưa có xác định luôn kìa. Mà, đi. Con nói má nghe nè, trời ở nhà một cái giọng của má là con nghe cũng khùng điên rồi. Giờ lấy cái con để cái giọng đó nó về bị sốc rét chết. Từ tới. Trời nó cưới đi, mọi chuyện tôi lo hết. Trời ơi trời. Chị nói sao á chị? Người ta chứ không phải là cá thịt mắm muối mà ra mà mua. iPhone còn phải xếp hàng mà. Ủng hộ gì con gái tôi. Thôi má. Chịu đi, ha. Chịu đi. Đó không phải. Chịu. Mày im đi mẹ ơi. Mày im đi mày. 10,000 của tao đó. Đi vậy, lên chị. Nói chung là nó cũng phải cái gì đó nó hợp lý. Chứ không phải là muốn cứ là cứ con gái người ta mà chứ đâu phải là ký ổi, ký xoài mua về chấm mắm là xong. Chị anh không chịu. Thì cũng phải đúng hợp lý mới chịu chứ anh phải. Anh không chịu. Chứ sao? Trời. Không chịu á. Chứ sao trời. Vậy thôi. Má rồi mà. Thấy rõ đi về đi. Chị ơi đừng có nóng. Tôi nói chị nghe nè. Vì hai người lớn mà nóng á. Mà chị không cưới được con dâu này về á. Chị không có làm ăn nên vợ đâu. Con này về là bảo đảm gia đình chị phải lên. Gia đình chị phải lên. Nổi cái giọng không là hai mẹ con chị lên rồi. Lên tới nóc rồi. Hay lắm. Hay lắm. Rồi ban chị cưới đi. Cưới. Rồi. Đi. Cưới đi ngon rồi.
xả hàng cuối năm rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Hiểu hả? Chịu. Ngồi xuống đi, làm chị đám cưới luôn. Giờ tôi tính với. Cưới mấy cho cái gì mới cưới? Mày đi chỗ khác đi. Đám cưới. Mày lo hết. Mày im. Mày mất tin. Tao lo hết. Đãi bao nhiêu con bằng thành nhân đế. Ai phải lớn à? Phải lớn như hoành tráng rồi dầm họ. Hoành tráng. Con gái một á. Làm văn nghệ hoành tráng. Nghe. Mời ngôi sao. Như Quýnh, Ba Thiên Dân. Gì? Thôi, đám cưới xong thôi chứ Quýnh lộn gì nữa. Má con nói là Như Quỳnh đó. Mời Như Quỳnh, Ma Thiên Dân má ơi. Như Quỳnh ca sĩ ha. Cho nó hát nhạc dance. Nhạc dance á. Nhạc nháy á. Ít quá. Mời đông đông đi. Mời Justin Nguyễn, Mai Tiến Dũng hát quê hương. Mời Nguyễn Ngọc Ngán, Nguyễn Cao Kỳ Diễn làm MC hả? Không, Vũ Cống. Cái gì? Vũ Cống. Má nói Vũ Cống hơi nghe tưởng công công luôn chết. Dancer đó. Bây giờ vậy mà con mới nghe, con có tưởng là mời chú Ngạn với chị Kỳ Duyên về đi làm cống gì cho nhà chứ. Mày yên, con quý. Con vui, mời hai. Mời hai đi, mời hai, tôi phải hai. Muốn mời ai? Hoài Linh. Mắc lắm. Hả? Thằng đó mắc lắm. Kệ nó đi, mời nó đi, nó đang cần tiền dữ lắm. Mời đi, tội nghiệp nó. Ủa bà con hay sao mà kệ tôi đi. Bà con sao xuống dữ vậy? Vậy đi nghe. Ờ vậy đi, vậy quyết định. Quyết định ngày nào? Rồi tặng quà gì nữa không? Tôi định ngày nào luôn. Tặng luôn một món quà rất giá trị. Thôi, học toàn những nhất là cái cho nó có, cái để đeo với người ta thôi. Cái này quý hơn nhiều. Cái gì? Đây là ghế massage Luraco. Ghế này là ghế duy nhất sản xuất tại Mỹ. Ghế massage Luraco là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới và là ghế duy nhất chỉ dùng cho quân đội tại Mỹ. Chúng tôi rất hãnh diện vì là ghế Luraco là một công ty người Việt sản xuất và chế tạo tại Mỹ. Ủa nhà em làm á. Ủa sao nói cái này là nó không có bị lên giọng xuống giọng gì hết vậy? Quảng cáo mà. Mày nói đúng. Người ta nghe, người ta mới trả tiếng. Ủa cái này là của ai làm? Ai làm? Ơi, vậy là nhà con có một cái hãng. Hả? Nhà con có cái hãng. Bỏ đi. Có cái hãng đó. Cái hãng làm ghế nè. Con nói theo tông cho cô vui đó. Rồi thôi vậy, để nắm cưới luôn đi. Qua đó. Trời ơi, cái gì mà đỏ rực vậy trời. Mày qua đây đi. Nó nhìn giống như dĩa tiết canh. Nè, cái nè. Luôn à. Mày cứ tiết canh hoài. Trời sao mà sướng được trời ơi. Con như con ở nợ ông này vậy đó, sao cưới. Mày không, nó phá đám hoài. Con nói với má mà kêu con lấy con này con cắn lưỡi con chết liền. Mày đi đi. Mày phải nghe là tao. Để mày không nghe là tao đập đầu cho chết. Anh ơi, chị đừng có đập, không bể đầu. Tao bể đầu nó bể cái khác bây giờ. Thôi má ngồi xuống đi. Để cái bàn ngồi xuống đi. Má ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu tí ơi. Không có lấy đâu con nói rồi. Nè, tao nói từ đây tới cuộc đời mày chỉ dùng cái avatar thôi. Nghe chưa? Dạ. Không nói gì hết. Con không lấy chồng đâu. Mày cãi không à? Mày cãi là hư vọng của đường hết. Thằng trai gọi nè. Alo, anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Trời ơi, cái chuyện tụi mình giờ nguyên xóm nó biết hết rồi anh. Cái gì nữa? Sắp lấy chồng trời đâu? Trời ơi, cái vụ cái bầu đó hả? Trời ơi, giờ mọi người biết hết rồi, giờ làm sao? Hả? À? Nguyên xóm biết rồi, em có bầu luôn hả? Ồ mẹ đất ơi, bây giờ sao tí em? Mày điên hả? Thằng nào đó mày điên hả? Có bầu mày là lớn cho tao biết hả? Sao mày ngu như vậy? Tao đang gài mày biết không? Tí ơi, ngu như con bò hả? Có bầu mày la cho lớn hả? Tí là la lớn nhất ở nguyên cái nhà này biết hết trơn luôn rồi đó. Ôi. Ông mới nói cái gì? Ai có bố? Hả? Dạ con có bố. Con nhỏ này có bố. Vậy là sao? Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Tự nhiên ai ăn ốc bây giờ bắt con đổ vỏ, mày thấy chưa?
Không, đổ vỏ đơn giản lắm con. Chỉ cần cầm cái đổ vô, còn ăn ốc phải ngồi lễ từng con lâu. Thầy đến đây. Thầy vô bãi thôi. Giờ bói với má bao nhiêu lần rồi mới thấy không? Suốt ngày cứ bói ta. Ổng coi hay ổng đâu có nghèo sơ, nghèo sát gì mới thấy không? Bây giờ tự nhiên rồi đó, ai tự nhiên có giờ có bầu khi con đi lấy. Con đừng có hòng con chỉ chịu con Nghĩa Trang thôi. Con với Nghĩa Trang. Yeah. Yeah. Mày chết đi. Trời ơi, núi đè rồi tí ơi. Chết rồi. Ông mới bị gá. Ông chỉ bị 10.000 đô. Ông gấp gá tôi á. Mà không. Thầy Tứ, bước lên đây. Bước lên đây. Tại sao? Tại sao thầy lại gạt tôi chứ? Đâu có biết, tôi đâu có làm ra cái bầu đó đâu, tôi biết. Im đi. Nếu tôi là tác giả, tôi sẽ trả lời ngay. Thầy chỉ vì 10.000 đô la. Thầy dám gạt một người đàn bà nhỏ bé như tôi. Trời ơi. Tôi không ngờ thầy vì tiền, thầy bán rẻ lương tâm của mình. Tôi là khách mối của thầy mà. Thôi mà, bỏ qua đi mà. Không! Tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Đời là gì? Tình đời thay trắng đổi đen, lòng người dối trá. Đồ mất dạy! Ủa, không đem cái ghế về hả? Nhắc làm gì? Cái đó đem tặng tôi mà. Ông hay quá. Con không có chữa, không nói. Để cho bây giờ người ta chửi tôi. Mắc đuổi đâu đó rồi mà nói. Mắc luôn cái mối làm ăn. Mỗi tháng 3.000 đồng bạc tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn của tôi. Bả đưa không đó. Thì bây giờ tôi cứ tưởng là gia đình không biết gì. Mình gài vô xong nó mới có chút mới nhỏ thì mới à. Gài vô xong về cái nói sao đẻ sớm, bác sĩ biểu đẻ. Tí ơi, thầy ơi, con xin lỗi. Thật ra cái chuyện này bây giờ nó cũng lỡ hết rồi. Lỡ cái gì? Mày làm nhục bằng gia đình mày thấy không? Bây giờ mặt mũi nào đi ra đường? Tí biết không? Con á, ngày nào con cũng đi với anh cu tèo vô trong cái giường ổi hết trơn á. Đi hết chỗ mà vô, vô chỗ vắng vẻ chi vậy? Thì vô chổng mà mình mới dễ. Dễ bà nội mày hả? Thì vô chổng mà ngày nào anh cũng dắt con vô giường ổi cả 6 tháng nay rồi. Trời ơi. Cứ mỗi ngày con vô trong đó, con ăn một cái ổi. Ngày nào cũng vậy, con bước vô giường ổi, con ăn một cái ổi. Con ăn riết đến một ngày kia con chịu không nổi. Rồi cái ngày đó con ăn quá trời ổi luôn. Con ăn xong, con thấy tự nhiên cái bụng mình nó quặn lên, nó sình lên. Mỗi ngày nó bự lên, nó cứng ngắc à. Như vậy là con ăn ổi, con có bầu phải không tía? Thằng Tèo là thằng nào? Dạ, thằng Tèo là bị bóng. Bạn con. Bà mẹ tao phan cái này chết mẹ mày á. Hồi nãy mày nói sớm sớm đi. Mọi người đâu có kịp đó con. Mày ăn ổi mày có chữa à? Dạ, ăn ổi có chữa. Mày sinh bụng mà mày làm tao mất tháng 3 nha. Mày là tức là con ăn ổi con sinh bốn. Cái thằng đó là con là đồng nào có thẳng nữa không? Dạ, anh muốn không mà anh nhìn con là anh ói luôn á, không có mặn gì hết đó. Là mày ăn ổi. Ăn ổi sình bụng rồi bây giờ sắp đẻ rồi đúng không? Nó không tiêu đúng không? Dạ nó không có tiêu. Nó bụng nó bự ra quá trời. Mày sắp đẻ ra bà chính á nha. Dạ. Mày ngu quá vậy. Mày ăn ổi làm sao mà mày có cái kia được? Vậy không có hả? Trời ơi, vậy mừng quá, vậy là con không có chữa hả? Mày mừng cái gì người ta? Cha dạ. Con mày mừng mà tao chết cả. Trời ơi là trời. Trời ơi, vậy là tía ơi, vậy con xin lỗi tía. Vậy là con đã làm kế hoạch này không có hoàn hảo phải không tía? Tao giết mày bây giờ. Mày không ngu. Dạ tía ơi, con xin lỗi tía. Tỉnh dậy anh Tư ơi, anh Tư. Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi rồi con kêu bà chính lại rồi bà trả tiền lại cho thầy nha. Còn lâu. Vì cha con mày mà con tao chết đói rồi đây nè. Trời ơi là trời ơi.
khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Và trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ bá niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràn pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên thái giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh đó. Thế làm gì lấy tên kỳ cục vậy? Trời ơi, đâu phải thái giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi à. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ giám là dễ nhớ nhất. Thái giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Bây giờ ra đây nào, gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nha à. Cái Lương, Hồ Quảng, Hát Bội, Tân Nhạc, Cổ Nhạc gì đó hả, tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe không, hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì à. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. À, tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy. Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết vậy tốn tiền nghe. Mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa à. Tóc em dài, em đi trong nắng hay, hay, hay. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá, hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la làm sao ông? Không mà, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ừ. Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi. Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái dần nó vậy á. Dần cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Cái... tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao vụ ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không?
Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không, nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. Rồi anh chỉ lại tôi. Đó, anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay ạ. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. Nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không, dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu ha. Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình. Cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Chào ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay hát đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, mưa nắng là chưa có tay, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay đâu, chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi, phải không? Có bàn tay rồi, tới anh, tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. Cái chân, cái chân. Cái chân hả? Cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý mới có tóc. Bàn tay xanh xao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân à. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. Tới anh nè, tới anh nè. Cái gì? Cái răng, cái răng. Cái răng hả? Cái răng. Cái răng. Cái răng. Có răng có, hát đi. Có rồi, có rồi. Hát đi. Này cô bé có chiếc răng hiền. Trời ơi. Sao chừa một cái không chịu nhổ đi chứ để làm chi. Có răng, có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. Cái lưỡi, cái lưỡi. Có lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi, không có cái lưỡi thua hả? Về, 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 văn về, văn về. Cái lưỡi. Có rồi, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, không phải, làm lại, làm lại. Tôi xin đừng thương giùm phần tôi, xin đừng thương hại người ơi, vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời, vì tôi tin chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi, có lưỡi rồi. Tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đố gì mà ông vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à. Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thả như giọt mưa khô trên mặt em. Thả như giọt mưa khô trên mặt duyên. Để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến. Nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng à, có lòng măng, có lòng măng à. Có lòng măng à, bây giờ bắt đầu tới anh. Tôi, cái râu, cái râu. Cái râu, Trời ơi, râu, râu. Cái râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gườm người sang. Trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoan ngài vuốt râu cười. Đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi, râu rồi Linh ơi. Hay quá, hay trời ơi. Tôi chết rồi, tôi thua rồi. Chứ mấy gì có khó đố. Cái gì? Có rồi, có rồi. Cái lưng, cái lưng. Cái gì? Cái lưng, cái lưng. Hát cái đi lưng, cái lưng hát đi. Có, có, có. Mỹ
có ba người vừa đứng nét đôi mươi, nhưng chiều mây cái lưng đồi tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi anh Giang ơi, lưng đồi chứ mày lưng anh à? Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy? Hồi nãy anh không giao à, bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à. Cái mông cái mông. Anh Giang anh không có bài nào có cái mông nha. Không có mông thua. Anh Giang tôi không? Cái mông. Người lướt mây trời giao kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm giao sông nước mênh mông. Có mông rồi. Cái đó chơi Giang không chơi à? Sao ông Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à? Ai mới hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đồi vô làm chi? Thôi nó chơi chơi với anh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật như nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám. Dạ, bắt đầu hát nha. Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lights on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như cát biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là dông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc bọc sinh nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dại đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như cát biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là dông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần chi đau khổ khổ đau, cùng nhau vui với dân Sơn và Hoài Linh.